Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hồ sơ vụ án. Thưa quý vị, một vụ trọng án đã xảy ra tại tỉnh Hải Dương khiến dư luận chấn động bởi sự kinh hoàng và nhẫn tâm của nghi phạm. Người đàn ông đi đòi nợ rồi mất tích tận 7 tháng, dù người nhà đã tìm kiếm bằng mọi cách nhưng vẫn không tìm thấy nạn nhân. Chỉ khi một chiếc ô tô được đăng tải lên mạng xã hội tìm chủ nhân thì mọi việc mới dần hé lộ. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Tháng 6 năm 2021, một người dân đăng thông tin với nội dung tìm chủ xe chiếc Mazda CX-5 bị bỏ quên quá lâu lên diễn đàn AutoFun. Facebook có tên Văn Mạnh Nguyễn đăng tải. Cụ chủ xe hoặc người thân của chủ xe CX-5 ảnh dưới đây không biết vì lý do gì mà đỗ ở khu vực phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội gần một năm rồi, không thấy di chuyển. Thông tin về chiếc ô tô được phía cơ quan chức năng Hải Dương nhanh chóng tiếp nhận. Đây là tài sản thuộc chủ sở hữu của ông Dương Công Cường, sinh năm 1974, trú tại Phú Quế, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm tìm thấy chiếc xe, ông Cường cũng không còn ở địa phương. Từ ngày 28 tháng 11 năm 2020, gia đình ông đã gửi đơn lên chính quyền nhờ tìm người mất tích. Gia đình ông Cường cho biết, đầu tháng 6 năm 2021, sau khi tìm thấy chiếc ô tô, công an Hải Dương đã tới nhà báo tin, lấy chìa khóa phụ mang đi để phục vụ điều tra. Khi mở cửa phương tiện, cơ quan công an nhận thấy trong xe có sự xô lệch, lau chùi và có dấu hiệu của việc xóa chứng cứ. Công an nhận định đây là yếu tố quan trọng để cơ quan chức năng tìm ra manh mối về việc ông Cường mất tích. Giả thiết ông Cường bị giết bởi mối quan hệ nào đó cũng được đặt ra. Các trinh sát hình sự giỏi của công an tỉnh, phòng an ninh mạng và công nghệ cao tập trung cao độ lần tìm dấu vết của người mất tích, bắt đầu từ chiếc xe được tìm thấy. Trao đổi với ông Dương Công Hát, 75 tuổi, bố của ông Cường cho biết, từ khi con trai không về, ông và người con gái út liên tục gửi đơn lên chính quyền để nhờ tìm kiếm. Công an địa phương cũng nhiều lần mời gia đình lên để cung cấp các thông tin về người mất tích. Tuy nhiên, ông Cường vẫn bặt vô âm tín cùng chiếc xe ô tô và nhiều tài sản trên người. Dự cảm không lành về sự an toàn của con trai, ông Hát 7 tháng nay khép mình trong nhà khóc nhớ con. Người gầy rộc đi. Nhiều ngày, trên mạng xã hội đăng tải các thông tin và dân địa phương xôn xao về việc có án mạng tại ngôi nhà từng được một người nợ tiền ông Cường thuê. Gia đình ông Hát rất hoang mang. Dân trong vùng nói ông Cường đã bị thiệt mạng bởi một con nợ. Theo phản ánh của gia đình ông Dương Công Cường, 9 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2020, ông Cường lái ô tô màu đen hiệu Mazda CX-5, biển kiểm soát 34A29870 từ nhà đến thành phố Hải Dương để đòi nợ. Trước khi đi, ông Cường nói với gia đình là đến nhà người đàn ông tên là CTN ở thành phố Hải Dương đòi nợ số tiền lớn. Đến tối không thấy con về, điện thoại không liên lạc được, gia đình đi tìm nhưng không thấy. Bố của ông Cường đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Nhận định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 13 tháng 6 năm 2021, Công an tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo tìm người và yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra. Sau nhiều ngày tập trung, các lực lượng vào cuộc, Công an tỉnh Hải Dương đã lần ra nhiều manh mối quan trọng về việc ông Cường mất tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra PC02, Công an tỉnh Hải Dương đề nghị các cơ quan chức năng, công an các địa phương ra soát trên địa bàn hoặc qua công tác quản lý nghiệp vụ tìm tung tích của ông Dương Công Cường. Trong lúc mọi việc tưởng chừng như vô vọng thì có thông tin về chiếc xe trên mở ra hướng điều tra cho cơ quan cảnh sát điều tra. Ông Hát, bố của ông Cường kể, 7 tháng nay người con trai duy nhất của ông không về nhà. Cả nhà ông cảm thấy cuộc sống như ngưng trệ, bế tắc, hoang mang, đau khổ. Niềm hy vọng duy nhất của gia đình ông là những lá đơn gửi cơ quan chức năng. Sau khi tìm thấy xe ô tô của ông Cường, vào đầu tháng 7, cơ quan điều tra đã lấy mẫu tóc của người thân nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, đồng thời khám nghiệm hiện trường tại căn nhà 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn. Nghi vật ông Cường tử vong trong đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ việc và xác định kẻ gây ra cái chết cho ông Cường chính là Cao Tài Năng, sinh năm 1981, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Ngày 7 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Tài Năng về hành vi giết người, cướp tài sản. Căn nhà 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn trước đó được vợ chồng Cao Tài Năng thuê để làm cửa hàng bán thuốc. Tuy nhiên, cách đây khoảng 6 tháng, vợ chồng người này đã trả lại nhà và được một người phụ nữ khác thuê lại 3 tháng nay để cắt may đo áo dài. Sau khi trả căn nhà cho thuê, vợ chồng Năng đã thuê căn nhà khác để mở hiệu thuốc. Căn nhà thuê mới này cách địa điểm thuê cũ khoảng 20m, ngay đầu phố Nguyễn Thượng Mẫn, tiếp giáp với đường Điện Biên Phủ. Ông Hát cho hay, một ngày sau khi con trai mất tích bí ẩn, con rể út của ông cùng lực lượng công an tìm đến nhà của Cao Tài Năng để nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, theo lời kể của con rể,
thì vợ chồng Năng phủ nhận việc có gặp ông Cường và cho biết chỉ nợ ông Cường 4 triệu đồng. Khi nghe vợ chồng Năng nói về số tiền vay con trai tôi từ cả tỷ đồng xuống chỉ còn 4 triệu là tôi đã biết có chuyện chẳng lành xảy ra, ông Hát cho biết. Nói về mối quan hệ với vợ chồng Cao Tài Năng, ông Hát cho biết trước khi xảy ra sự việc con trai mất tích, từ năm 2016, vợ Cao Tài Năng thường xuyên lui tới nhà ông để trò chuyện, hỏi vay tiền đến mức nhãn mặt. Vợ của Cao Tài Năng tôi không xa lạ gì, đầu tiên là đến chơi làm quen, sau đó hỏi vay tiền. Tôi nhớ có lần đang ngồi làm máy khâu, nó, vợ Cao Tài Năng, giới thiệu thuốc, các sản phẩm cho tôi. Ông Hát nói và cho biết từ ngày con trai mất tích thì không thấy vợ chồng Cao Tài Năng đến. Mấu chốt để vợ chồng đối tượng nhận tội là từ các biện pháp trinh sát đã xác định được mối quan hệ làm ăn, kinh tế, nợ nần thực tế và tính cách cùng nhiều điều kiện khác nữa đi đến việc đấu tranh hiệu quả. Tại cơ quan công an, ban đầu Năng quanh co chối tội, khai nhận không liên quan đến việc ông Cường mất tích. Tuy nhiên, cùng với các chứng cứ mà cơ quan công an đã giải công thu thập trước đó, đối tượng Năng đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Theo cáo trạng, sau khi Cao Tài Năng giết ông Cường vào sáng ngày 28 tháng 11 năm 2020, đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Năng nói với Mừng là mình đã giết ông Cường tại hiệu thuốc của vợ chồng Năng tại số 126 đường Nguyễn Thượng Bẫn, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Và thi thể ông Cường vẫn ở hiệu thuốc này. Mừng tin Năng nói là thật nên đã khuyên Năng ra đầu thú, nhưng Năng sợ bị bắt, đi tù, dọa sẽ tự tử. Năng nói đã tìm được nơi chôn, bảo Mừng giúp Năng chôn thi thể ông Cường. Mừng đồng ý, cáo trạng cho biết. Sau đó, Năng điều khiển xe ô tô của mình mang nhãn hiệu Santa Fe chở Mừng ra khu đất trống cạnh bờ sông Kim Sơn. Năng chỉ cho Mừng vị trí hố sẽ chôn thi thể ông Cường rồi điều khiển xe về hiệu thuốc. Tại đây, Năng và Mừng đưa thi thể ông Cường lên xe ô tô Santa Fe rồi đưa ra khu vực hố chôn đã được Năng chuẩn bị từ trước. Cáo trạng cho biết, sau khi chôn xong thi thể ông Cường, vợ chồng Năng đi ô tô ra cầu Hàn ở Hải Dương, vứt quần áo lau chùi dấu vết tại hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Bẫn xuống sông. Thời gian đó, Năng thường xuyên ra khu vực chôn thi thể ông Cường để xem xét tình hình. Đến khoảng cuối năm 2020 âm lịch, khi ra khu vực này, Năng phát hiện có một số cây mới được trồng. Do nghĩ sẽ có người tiếp tục đào đất trồng cây, có thể phát hiện thi thể ông Cường, nên Năng nghĩ cần phải đào thi thể ông Cường lên rồi đốt xác phi tang. Tối ngày 27 tháng 12 năm 2020 âm lịch, tức ngày 8 tháng 2 năm 2021, vợ chồng Năng đi ăn tất niên nhà anh Nguyễn Tuấn Huy ở phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, thì Năng phát hiện khu đất trống cạnh nhà anh Huy có một số rát giường bằng gỗ, nên Năng quyết định tối hôm đó sẽ đào thi thể ông Cường lên và dùng rát giường đốt. Năng nói cho Mừng biết ý định của mình và Mừng đồng ý. Khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi từ nhà anh Huy trở về, Năng lấy một chiếc cuốc dựng ở cạnh tường phía trước nhà rồi điều khiển xe Santa Fe chở Mừng ra đường Trần Phú, thành phố Hải Dương. Năng vào một cửa hàng mua một chiếc xẻng cán gỗ, một rìu sắt, có một đầu dạng búa, một đầu có lưỡi sắt. Mua xong, Năng điều khiển xe ra khu đất trống cạnh nhà anh Huy, lấy hai rát giường bằng gỗ cho lên xe Santa Fe, rồi đi ra cây xăng Thanh Bình mua xăng đựng đầy trong một chai, loại đựng dầu ăn 5 lít, một chai loại 1,5 lít. Chuẩn bị xong, Năng điều khiển đi xe ô tô ra khu vực chôn thi thể ông Cường, rồi Năng cùng Mừng dùng xẻng cuốc đào xúc đất. Khi phát hiện thi thể ông Cường, Năng kéo thi thể lên mặt đất, đặt lên rát giường, đổ xăng châm lửa đốt. Quá trình đào đốt thi thể ông Cường, Mừng mặc áo bảo hộ y tế chống dịch. Khi cả hai đang đốt thi thể ông Cường thì có anh Vũ Xuân Tuân, sinh năm 1988, trú ở phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, đi thuyền đánh cá trên sông phát hiện, hỏi đốt gì. Mừng trả lời, đốt đồ chống dịch nên anh Tuân đã lái thuyền bỏ đi. Trong khi chờ thi thể anh Cường cháy hết, Năng vứt chai nhựa đựng xăng, bật lửa vào hố và xúc cát đất đầy hố chôn bằng phẳng. Sau khi lửa tắt, phần tro đã nguội, Năng dùng xẻng đập khu vực tro vừa đốt thi thể ông Cường và phát hiện có hai khúc xương không cháy nên nhặt tro vào túi ni lông. Dùng xẻng xúc một phần tro cốt đã cháy hết đổ vào một túi ni lông khác. Ngoài ra, Năng dùng xẻng xúc phần còn lại hất xuống sông Kim Sơn. Sau đó, Năng mang hai khúc xương không cháy hết ra vị trí đường Thanh Bình định đập. Nhưng do sợ bị phát hiện nên Năng cùng Mừng cho xẻng dìu túi ni lông đựng xương vào xe ô tô rời khỏi hiện trường. Khi đến khu vực giao với đường Tuệ Tĩnh kéo dài, thành phố Hải Dương, Năng xuống xe ra vỉa hè dùng dìu đập xương nhưng không vỡ hết. Năng lại nhặt cho vào túi ni lông rồi điều khiển xe ô tô ra khu vực cầu Hàn đổ xuống sông. Năng cũng thả xẻng dìu và quần áo bảo hộ xuống sông rồi đi về nhà. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, Cao Tài Năng đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cao Tài Năng bị truy tố về tội giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể, mộ mà hài cốt. Kết quả điều tra cũng xác định Vũ Thị Mừng phạm tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hài cốt. Được biết, Vũ Thị Mừng chính là vợ của Cao Tài Năng, kẻ đã gây ra vụ án giết chủ nợ
đốt xác phi tang xảy ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2020. Trong quá trình vụ án xảy ra, Mừng biết chồng phạm tội nhưng đã không tố giác, trái lại còn tiếp tay cho chồng nhằm xóa dấu vết để che đậy tội ác. Vũ Thị Mừng là giảng viên bộ môn hóa dược của trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Mừng về công tác ở trường từ tháng 4 năm 2007. Đến tháng 12 năm 2008, Mừng chính thức được tuyển dụng là cán bộ giảng dạy của trường. Trong quá trình công tác, Mừng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với học sinh sinh viên, Mừng được đánh giá là hài hòa, nhiệt huyết trong các mối quan hệ. Trước thời điểm bị phát hiện liên quan đến vụ án giết người đốt xác nói trên, từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021, Mừng vẫn đi làm bình thường, tâm trạng khá thoải mái, nhà trường không thấy Mừng có biểu hiện gì khác biệt. Từ tháng 7 năm 2021, đúng thời điểm cơ quan công an điều tra vụ án, Mừng đã có đơn xin tạm nghỉ làm việc ở trường để giải quyết việc nhà. Trong đơn cũng không nói rõ đến thời điểm nào. Thông cảm với hoàn cảnh của Mừng lúc đó, thấy Mừng đang bụng mang dạ chửa, nhà trường đã rất tạo điều kiện. Được biết, bên cạnh vị trí là giảng viên trường Cao đẳng Y Dược Trung ương Hải Dương, Vũ Thị Mừng còn là bà chủ của hàng loạt cửa hàng thuốc tân dược ở thành phố Hải Dương. Tại phiên xét xử, lời khai của Mừng và Năng có nhiều mâu thuẫn. Mừng khai nhận bản thân không tham gia cùng chồng chôn xác, cũng như đào xác và đốt xác nạn nhân, còn Năng lại khai nhận vợ có tham gia hỗ trợ cùng chồng. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18 tháng 11 năm 2021, hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Cao Tài Năng phạm tội giết người, cướp tài sản và xâm phạm thi thể hài cốt, tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo Vũ Thị Mừng phạm tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hài cốt, hình phạt chung cho hai tội là 6 năm 6 tháng tù. Trong phần tranh luận với viện kiểm sát, Mừng thay đổi lời khai. Bị cáo cho rằng chưa bao giờ nhìn thấy thi thể ông Cường. Khi ở hiện trường ngôi nhà trên đường Nguyễn Thượng Mẫn mà chỉ thấy có cái bọc, Năng cũng chưa mở ra cho Mừng xem. Mừng khai, lời khai khi đó không đúng vì bị cáo hoảng loạn và cũng nghĩ làm sao để cứu chồng. Nhưng hôm nay ở phiên tòa này, lời nói của bị cáo mới rõ ràng. Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, bị cáo Cao Tài Năng đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, bị cáo Vũ Thị Mừng kháng cáo vì cho rằng mình không xâm phạm thi thể mồ mả. Bên cạnh đó, gia đình nạn nhân cũng làm đơn kháng cáo, cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng chưa xác minh, điều tra đánh giá đầy đủ các tình tiết trong vụ án. Cụ thể, đối với bị cáo Vũ Thị Mừng, cần xem xét vai trò đồng phạm khi hỗ trợ Cao Tài Năng phạm tội giết người, cướp tài sản và xem xét các tình tiết tăng nặng. Bên cạnh đó, về trách nhiệm dân sự, việc bồi thường của hai bị cáo chưa đầy đủ, không đúng với thiệt hại thực tế, trách nhiệm cấp dưỡng với bố mẹ và hai con của bị hại. Đến ngày 20 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương. Tại phiên phúc thẩm, Cao Tài Năng không xin giảm nhẹ án phạt tử hình, còn Vũ Thị Mừng xin giảm nhẹ vì lý do đang nuôi ba con nhỏ. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định hành vi phạm tội của Cao Tài Năng là đặc biệt nghiêm trọng, tính toán tinh vi, động cơ đề hèn, đã tước đoạt tính mạng của bị hại, xâm phạm tài sản, thi thể, hài cốt của bị hại, gây tổn thất lớn cho gia đình bị hại, gây phẫn nộ, bức xúc trong nhân dân. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Cao Tài Năng đã mất hết nhân tính, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, áp dụng hình phạt cao nhất về tội giết người, loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nên đã tuyên án tử hình. Với bị cáo Mừng, dù có trình độ học vấn cao nhưng không tố giác, đã giúp Năng lau chùi hiện trường gây án, xóa dấu vết trên ô tô, che giấu số tiền nợ, cùng chôn đào đốt phi tang xác bị hại. Hội đồng xét xử cho rằng cần phải áp dụng hình phạt nghiêm, cách ly khỏi xã hội một thời gian nên đã tuyên án Vũ Thị Mừng 3 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm, 4 năm tù về tội xâm phạm thi thể hài cốt. Tổng hình phạt chung là 7 năm 6 tháng tù. So với bản án sơ thẩm, Mừng bị tuyên phạt thêm 1 năm tù về tội xâm phạm thi thể hài cốt. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Năng và Mừng có trách nhiệm bồi thường gia đình bị hại số tiền nợ 2,9 tỷ đồng, đồng thời có trách nhiệm bồi thường chi phí tìm kiếm, mai táng, tổn thất tinh thần cho bố mẹ và con bị hại. Các bị cáo phải cấp dưỡng hàng tháng từ tháng 11 năm 2020 đến khi con bị hại đủ 18 tuổi, cấp dưỡng bố mẹ bị hại đến khi qua đời. Thưa quý vị, trước tội ác không thể nào dung thứ, hai tên sát nhân đã nhận về một kết cục xứng đáng. Bất kỳ kế hoạch giết người nào đều có sơ hở và sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của pháp luật. Qua vụ án đau lòng này, chúng ta nên cần cảnh giác hơn, cũng như cần rất nhiều sự tự ý thức về pháp luật, về đạo đức làm người. Hãy luôn sống và làm việc theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật. Tới đây chương trình xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.